Nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023, sáng ngày 6 tháng 1 năm 2023, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà Tết cho người dân xã Dìn Chin, huyện Mường Khương. Cùng tham dự có Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh, Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Viettel Lào Cai và Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Minh Đức. Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 122 suất quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng cho 122 hộ thoát nghèo, hộ nghèo trong năm 2022 tại xã Dìn Chin, huyện Mường Khương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung đã thăm hỏi động viên các hộ nghèo, năm mới tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực sản xuất, sớm thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và có nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cũng tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng áo ấm cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dìn Chin.